Thời điểm này, nền nhiệt độ tại các tỉnh phía Bắc đang tăng dần. Nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt, nhất là công tác huấn luyện của bộ đội. Để tránh thời tiết làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội, đặc biệt là quá trình huấn luyện, một trong những giải pháp quan trọng được Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không Không quân áp dụng hiệu quả là điều chỉnh linh hoạt các biện pháp huấn luyện. Đầu giờ huấn luyện buổi sáng, tiểu đoàn 77 rộn tiếng khẩu lệnh của kiếp chiến đấu khẩu đội bệ phóng. Chỉ ít phút sau, các chiến sĩ đã sẵn sàng cho quy trình nạp đạn tên lửa. Thao tác tại các vị trí của bộ đội luôn nhanh, gọn và chặt chẽ để tránh tác động của thời tiết đối với sức khỏe bộ đội. Trong các ngày nắng nóng, đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch luyện tập phù hợp. Khi mà điều chỉnh cái thời gian huấn luyện thì đối với buổi sáng thì để huấn luyện các cái nội dung như ví dụ như đặc thù khí tài của chúng tôi, thu hồi triển khai bệ phóng cũng như là huấn luyện các cái nội dung ngoài trời, thì buổi sáng sớm thì bộ đội huấn luyện cảm thấy là hưng phấn hơn và đảm bảo được cái sức khỏe, quá trình tiếp thu bài của bộ đội rất là nhanh. Nhiều địa điểm có bóng mát là vị trí được lựa chọn để huấn luyện cho bộ đội khi nắng nóng tăng cao. Hiện sư đoàn 361 đang huấn luyện chiến sĩ mới. Với việc điều chỉnh kế hoạch huấn luyện kết thúc sớm vào buổi sáng, kết thúc muộn vào buổi chiều đã đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng kế hoạch. Các biện pháp của đơn vị như đảm bảo ăn ở, huấn luyện thể lực đã đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho anh em chiến sĩ mới chúng tôi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ba tiếng nổ. Để đảm bảo chất lượng huấn luyện, bộ đội được tổ chức luân phiên luyện tập. Trong mỗi buổi tập, nhiệm vụ bắt, bám sát mục tiêu và xử lý hiệu quả các bài bắn luôn là thước đo, đánh giá kết quả luyện tập của bộ đội. Những giờ học lý thuyết sẽ được tổ chức khi thời tiết nắng nóng gay gắt. Trong quá trình huấn luyện, yêu cầu chỉ huy quân y liên tục bám sát bộ đội, bảo đảm đầy đủ nước uống cho bộ đội, thực hiện các cái khoa mục cho phù hợp. Khi thời tiết nắng nóng quá thì tổ chức huấn luyện lý thuyết. Khi thời tiết dịu bớt thì tổ chức huấn luyện thực hành. Khi nghỉ giải lao, tổ chức cho bộ đội nghỉ giải lao trong bóng râm và sẵn sàng xử trí các tình huống mà có quân nhân bị yếu mệt. Dù ngoài thao trường nắng nóng hay trên trận địa oi bức, thì việc triển khai kế hoạch huấn luyện phù hợp đã giúp bộ đội giảm thiểu được tác hại nắng nóng. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo cho Sư đoàn 361 triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.